Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2019, tại Trường Đại học Dược Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của giáo sư Đỗ Tất Lợi, 28 tháng 3 năm 1919, 28 tháng 3 năm 2019. Tới dự buổi lễ long trọng này có đại diện của Trường Đại học Dược Hà Nội, đại diện Hội Dược học Việt Nam cùng nhiều thế hệ học trò, bạn bè của giáo sư Đỗ Tất Lợi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Trương Thị Mai, trưởng Ban Dân vận Trung ương đã gửi lãng hoa chúc mừng tới buổi lễ. Giáo sư Đỗ Tất Lợi sinh năm 1919 trong một gia đình nông dân tại Sóc Sơn, Hà Nội. Năm 1944, ông tốt nghiệp dược sĩ cao cấp và mở hiệu thuốc tại phố Hàng Ngang. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, ông đóng cửa hiệu thuốc và như nhiều trí thức lúc bấy giờ, ông hăng hái lên Việt Bắc để đồng cam, cộng khổ cùng chính phủ nhân dân. Suốt 9 năm kháng chiến, ông giữ những vị trí quan trọng trong ngành dược của Việt Nam như phụ trách viện khảo cứu và chế tạo dược phẩm, giám đốc chuyên môn nha quân dược, trưởng phòng dược chính cục quân y. Hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954, giáo sư Đỗ Tất Lợi dành toàn tâm toàn ý cho công việc chuyên môn là nghiên cứu và giảng dạy về dược học. Ông được cử làm chủ nhiệm bộ môn dược liệu, thực vật của Trường Đại học Y Dược, sau là Trường Đại học Dược. Năm 1957, bộ sách Dược liệu học và các vị thuốc Việt Nam gồm 2 tập do ông giải công biên soạn đã ra đời để phục vụ giảng dạy. Đến năm 1965, ông tiếp tục hoàn thành bộ sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam gồm 6 tập. Đây là bộ sách đồ sộ nhất của ông. Với công trình giá trị này, ông được Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô phong tặng học vị tiến sĩ khoa học mà không phải bảo vệ luận án. Cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Tất Lợi gắn liền với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học sản xuất của ngành dược và của Trường Đại học Dược Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Tất Lợi là tấm gương về niềm đam mê dược liệu, là một trong những nhà khoa học trung thực sâu tin tưởng vào thuốc nam, tích cực tuyên truyền đề cao nền y dược học dân tộc, đề cao đại danh y tuệ tĩnh và hệ thống lá đông, dành tâm sức để nghiên cứu y học cổ truyền và tìm ra những điều mà y học hiện đại chưa thấy. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Tất Lợi là một tấm gương về niềm say mê sáng tạo không ngừng nghỉ. Suốt cuộc đời hoạt động khoa học của mình, giáo sư Đỗ Tất Lợi đã để lại nhiều công trình khoa học có giá trị, đăng tải trên các tạp chí của Liên Xô, Pháp. Ghi nhận những đóng góp của giáo sư cho khoa học trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc, nhà nước đã trao tặng ông Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996, Huân chương Độc lập hạng 2, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 1, Huân chương Chiến thắng hạng 2. Một đời cống hiến, tận tụy, tên tuổi của giáo sư Đỗ Tất Lợi đã làm vẻ vang nền dược học của Việt Nam và là tấm gương cho nhiều thế hệ mai sau.